Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay này có mẫu xe đạp địa hình Cam Leng gần 300, một chiếc xe trong cái phân khúc dưới 8 triệu đồng. Và các bác đã được một chiếc xe đạp địa hình khung nhôm cực kỳ là chắc chắn đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi, thương hiệu Cam. Và xe thì được sử dụng một cái bộ chuyển động Shimano DUG 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Đùi đĩa trục rỗng. Có cái bộ cấu hình cực kỳ là xịn sò. Trong cái tầm giá thì có là dưới phân khúc dưới 8 triệu đồng các bác nhé. Đấy, khung nhôm. Nước sơn nguyên bản này và xe thì còn cực kỳ là đẹp, các bác có thể nhìn thấy trên hình tổng thể khung đây. Hầu như là rất ít vết xước các bác nhé, chỉ có những cái vết xước do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu nên là không thể tránh khỏi thôi. Hình như là có đúng một cái lốt này thôi. Còn hầu như là không có vết xước nào ở trên khung cả. Khung sườn rất là đẹp. Thương hiệu Cam, một cái thương hiệu của chính hãng của Mỹ và cũng rất là có tiếng ở trên thị trường xe đạp trên toàn thế giới. Tông màu đen xanh rất là thể thao và cực kỳ là đẹp. Sử dụng một cái bộ chuyển động mà đã rất là cao cấp và được rất nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam biết đến rồi. Đó là bộ Shimano DUG 10 tầng líp và 3 tầng đĩa. Cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Bộ đùi đẹp trục rỗng đến từ thương hiệu Brewell. Toàn bộ chiếc xe này là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản hết. Đây này. Tất cả đều nguyên bản theo xe. Trên phần ghi đông đây được trang bị bộ tay bấm xả Shimano DUG và cụm phanh dầu, phanh dầu của Shimano. Mayer thì được sử dụng là Mayer bi vòng bạc đạn đến từ thương hiệu Fast A, cũng là một cái thương hiệu cùng Mayer của Mỹ. Sử dụng bi là bi bạc đạn luôn các bác nhé, bi bạc đạn. Xe mang cái cấu hình rất là chất lượng trong phân khúc giá. Và chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì khung xe là 17 inch các bác nhé, nó là khung dành cho các bác đi từ khoảng 1m6 đến 1m7 thì là phù hợp, 60 1m70. Chuyển động thì cực kỳ là mượt mà rồi, 10 lít 3 đĩa. Bộ DOG là một cái bộ cũng rất là cao cấp của dòng Shimano. Và được rất nhiều người chơi xe tại thị trường Việt Nam rất là ưa chuộng. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và nó lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.